Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ đi bơi 20 km sông Sài Gòn để tiêu trừ đại dịch Covid, xoa dịu cơn thịnh nộ của quỷ thần đang phán xét nhân loại. Mặc dù tôi không muốn bơi đâu, nhưng tôi muốn được ngủ ngon để thần sông đừng đến quấy rối tôi nữa. Ngài ấy chỉ muốn tôi làm cái hành động gì đó tích cực để kêu về. Chào cô. Mục đích là để kêu gọi bảo vệ sông Sài Gòn đừng vứt rác thải ven sông, đừng để hệ sinh thái ven sông bị hủy hoại, nghĩa là để bảo vệ động thực vật ven sông phát triển tốt thì sông Sài Gòn góp phần vào nền kinh tế của Việt Nam. Nhưng mọi người đã quên đi dòng sông này. Sự thành công của thành phố Hồ Chí Minh trải qua hàng triệu năm qua, con sông đấy nó vẫn giúp cho cái thành phố này phát triển trở thành hòn ngọc Viễn Đông. Và bây giờ sông Sài Gòn đang than khóc vì sự ô nhiễm, vì rác thải, vì động vật, thực vật đang chết dần. Và để xoa dịu nỗi đau, sự tổn thương, sự oán hận của những oán linh, của quỷ thần, tôi sẽ bơi 20 cây số trên sông Sài Gòn. Tìm cái xăng ở đâu cho đổ xăng, hết xăng rồi, đổ hết xăng hả? Không có mình nữa, ăn hết cái dĩa san hô đó, phá hoại môi trường. Hôm nay cũng là ngày đại dương thế giới nên tôi bơi 20 cây lưu số để làm cho đại dịch tiêu trừ, xoa dịu cơn thịnh nộ của trời và đất, của dòng sông. Chúng ta có ai muốn bơi thế Tion không? Tại sao phải là Tion chứ? Đường nào ra quận nhất đây thầy? Quẹo xuống đây. Bên đây là ra quận 8. Quẹo xuống đi. Anh sẽ có đường ra quận nhất thôi. Chạy nhanh qua cầu. Đây rác rến dưới sông rất là nhiều. Tôi không biết là cái hành động của mình có thể giúp mọi người ý thức được không. Tiêu làm gì? Tiêu muốn được ăn ngon ngủ yên thôi. Còn quý vị làm sai cứ tiếp tục làm những hành động này thì sẽ bị trời phạt. Tiên cá thì thay trời hành đạo thôi. Trời muốn sao thì tôi làm vậy, chứ tôi đâu muốn làm gì mấy chuyện này. Hả? Không có nào mình kiểm tra chuyển rồi. Rồi sao mình coi lại cái lịch sử đó? Cái lịch sử chuyển tiền hả nè, mới chuyển nè, tiền đi ghe đó. Và tiền xe chở em đi đó. Tiền em làm da mặt cho đẹp lên, giờ em phải đi phơi nắng đó. Vì hồi nãy đưa thầy 500 ngàn đó. Chỉ vì ai? Đưa thầy 500 ngàn thì đưa lại cho con có chiêu 2 à. Thầy đưa rồi. Chỉ vì giải cứu sông Sài Gòn. Chỉ vì thần sông Sài Gòn. Thần sông Sài Gòn. Tại sao phải hành tiên cá như vậy? Vậy thần sông ai bơi cũng được mà tại sao phải là tôi bơi? Tại sao tôi phải bơi kêu gọi bảo vệ cái dòng sông này chứ? Thì người ta làm cũng được mà ông muốn tôi là sao hả? Tôi mới làm đẹp mà, da mặt đang đẹp quá mà tự nhiên bắt tôi đi phơi nắng à? Thần sông không nhớ nha. Người ta mà hả coi cái video này mà người ta không có ủng hộ là tùy người ta nha, chứ không phải là tùy ôn nữa nha. Rồi đừng đi theo tùy ôn nữa thần sông nha. Là xong, mình dứt điểm luôn nha thần sông.
20 cây số kêu gọi bảo vệ ha, à, không để tiêu trừ đại dịch Covid-19 đúng không? Phải giữ lời hứa nha, thần sông không được đi theo Tuy Hôn, chứ phải Tuy Hôn có năng lượng liên kết vũ trụ là ngài cứ đi theo Tuy Hôn hoài nha. Rồi bây giờ tới nơi rồi mọi người ơi, mà có bãi giữ xe nhưng do dịch Covid người ta cũng không cho mình vô gửi xe, vì dịch Covid mà con người xa lánh lẫn nhau, ai mà thấy mình đứng gần là họ đeo khẩu trang luôn, sợ mình phun nước bọt vô trong mặt. Thế nên chỉ vì cái dịch Covid thôi làm cho con người đã trở nên thay đổi như vậy. Thử có nhiều người chết trong dịch Covid coi, chắc người ta giết mình luôn quá, như là đại dịch zombie. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cần một người như Tuy Hôn, phải xả cái thân này ra, nhảy xuống cái sông Sài Gòn này bơi để tiêu trừ đại dịch Covid, để làm cho thần sông Sài Gòn đỡ oán hận con người vứt rác vô nhà ổng mỗi ngày, con cháu ổng than khóc mỗi năm, khổ tâm làm tiên cá biết tất cả, lại trở thành cổng liên kết của các vị thần, các vị tiên, chư thiên, Phật, Bồ Tát phải làm mấy nhiệm vụ này. Đâu muốn đâu mọi người, đâu muốn đâu. Bây giờ đợi xe đò. À, xe một chiếc ghe sẽ tới ngay chỗ này để đón tiêu. Còn anh Bồ Tát này thì cần chỗ bãi giữ xe. Việc tôi làm, tôi tổn thương, tôi hư hại, hy sinh chỉ vì những điều tốt đẹp cho thế hệ tương lai. Bơi dưới đây đó hả? Cảm nhận nỗi khổ đau của mấy con sinh vật sống dưới đây đó hả? Nè, làn da đẹp ghê chưa? Da mặt đẹp, da mình mẩy đẹp, thân thể đẹp. Chuẩn bị xuống đây ngâm nước cống. Rồi bây giờ tới nơi rồi mọi người ơi. Mà có bãi giữ xe nhưng do dịch Covid người ta cũng không cho mình vô gửi xe. Vì dịch Covid mà con người xa lánh lẫn nhau, ai mà thấy mình đứng gần là họ đeo khẩu trang luôn, sợ mình phun nước bọt vô trong mặt. Thế nên chỉ vì cái dịch Covid thôi làm cho con người đã trở nên thay đổi như vậy. Thử có nhiều người chết trong dịch Covid coi, chắc người ta giết mình luôn quá, như là đại dịch zombie. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cần một người như Tuy Hôn, phải xả cái thân này ra, nhảy xuống cái sông Sài Gòn này bơi để tiêu trừ đại dịch Covid, để làm cho thần sông Sài Gòn đỡ oán hận con người vứt rác vô nhà ổng mỗi ngày, con cháu ổng than khóc mỗi năm, khổ tâm làm tiên cá biết tất cả, lại trở thành cổng liên kết của các vị thần, các vị tiên, chư thiên, Phật, Bồ Tát phải làm mấy nhiệm vụ này. Đâu muốn đâu mọi người, đâu muốn đâu. Bây giờ đợi xe đò. À, xe một chiếc ghe sẽ tới ngay chỗ này để đón tiêu. Còn anh Bồ Tát này thì cần chỗ bãi giữ xe. Việc tôi làm, tôi tổn thương, tôi hư hại, hy sinh chỉ vì những điều tốt đẹp cho thế hệ tương lai. Bơi dưới đây đó hả? Cảm nhận nỗi khổ đau của mấy con sinh vật sống dưới đây đó hả? Nè, làn da đẹp ghê chưa? Da mặt đẹp, da mình mẩy đẹp, thân thể đẹp. Chuẩn bị xuống đây ngâm nước cống. Chỗ đó không cho mình gửi xe nên đò không tới rước được hả anh? Bây giờ ra ngoài đường hoa đó mới có người phải gửi xe. Bây giờ phải đi ra đường hoa Nguyễn Huệ.
Tây-ôn một cơn mưa. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu từ bến Nhà Rồng tìm đường cứu đại dương. Hôm nay cũng là ngày đại dương đây mọi người ơi, nhưng là ngày Tây-ôn xả thân của mình, hy sinh làn da xinh đẹp này để xoa dịu cơn thịnh nộ của trời và đất cho đại dịch tiêu trừ ở Việt Nam, cho mọi người ổn định việc làm trở lại. Sẽ bơi 20 cây số trên cái dòng sông này. Cho tôi một cơn mưa. Bên đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chư Thiên ơi, cho tôi một cơn mưa. Có đòi hỏi gì cao sang lắm đâu, chỉ một cơn mưa thôi mà. Tới rồi hả? Rồi đây là anh Đức lái đò. Hello, chào mọi người. Anh ấy giờ có thêm dịch vụ nữa, chở người đi du lịch. Đây là lâu rồi, chứ phải mới đây nha. Ôi vậy hả, vậy là chở người đi bơi. Dịch vụ mới đúng không? Đúng rồi. Ngoài việc phóng sanh thả cá rồi thả cho cốt rồi, có thêm dịch vụ chở người đi bơi. À, khởi hành từ bến Nhà Rồng. Vậy là khởi hành ngay giữa bến Nhà Rồng phải không? Không, khởi hành đây. Ờ cũng được anh. Từ bến Nhà Rồng luôn cho sang. Ghê không? Này lên đường luôn á. Bơi hả? Ờ xin chào các bạn, bây giờ tôi sẽ bơi xuất phát từ bến Nhà Rồng nha. Đây. Lên đường tìm đường cứu dòng sông Sài Gòn. Bây giờ nó còn quan trọng hơn tình hình cấp bách. Rồi bây giờ cho mình coi cái bản đồ đi sao. Đâu bạn sao? Hiện tại bây giờ là mình đang ngay trên hầm Thủ Thiêm á. Trên hầm Thủ Thiêm hả? Ờ, bên đây là bến Nhà Rồng nè. Ờ rồi giờ mình bơi tới đâu? Mình bơi tới rồi mình phải vẽ lại mới được. Đây. Bơi theo cái dòng con. Thanh Đa Bình Quế nè, bơi theo ngược bên đây nè. Bơi lên tới Thanh Đa Bình Quế hả? Ừ, coi như là bơi Thanh Đa Bình Quế đó. Ừ. Bây giờ mình không biết cách nào đo, mình mới đo trên bản đồ nha quý vị. À. Đây. Đo bản đồ sao mà thấy được 20 cây số? Chấm ở đây, mình đo từ từ. Mình chấm đây là một dấu chấm đỏ đúng không? À. Dưới đây một dấu chấm nữa. À. Vú lên có khoảng cách nó nhiều mình tính ra đúng không? Cái này á, do dòng nước nó chảy với lại bơi á, có thể bị lệch hướng nó xa hơn xíu chắc cũng không sao. Đây đây. Ừ. Đây nè. Hồi nãy mình đã chấm hai địa điểm rồi đúng không? Ờ. Cái này nó có địa chỉ đâu khoảng cách nè. Mình bấm vô đây một cái. Thì ngay chỗ mình đứng đó, mình đo lên. À. Mình đo lên ngay đây. À. Thấy chưa? Rồi đúng không, mình cộng một cái là nó là 973 mét. À. đây thấy số chưa? Rồi đó, giờ mình đo tiếp. Ghê, ta đo ghê ha. Nè thấy chưa, mình đo từ từ đó, cộng thêm là một cái sáu. Rồi xong đến cầu Thủ Thiêm. Ừ. Cầu Thủ Thiêm là 2,4 cộng cái nữa là 2,4. Rồi biết chương trình như vậy anh sẽ là trọng tài và mình sẽ ghi hình lại quá trình bơi, và anh này sẽ đi theo quay phim mình ở trên bờ và dưới nước. Đây là anh Bồ Tát Long, anh đây cộng ở trên tay trước luôn nha. Bồ Tát ba tay. Ok bạn, rồi bạn cộng đi. Mục đích này là mọi người biết là chúng ta sẽ thử thách nếu tôi mà bơi được thành công thì hy vọng là mọi người cũng hãy thành công, đừng vứt rác xuống sông này nữa nha. Đó, đằng kia là nguyên một cái bao ni lông đang trôi như vậy. Và bây giờ tôi bơi thì
nếu mà mấy anh chị khác đi bơi bình thường á là sẽ mặc đồ bơi lội, còn tôi sẽ mặc đồ chàng tiên cá. Mặc đồ chàng tiên cá nha. Đi ngược về rồi không tính. Dấu chấm đen đi ngược về là không tính đúng không? Đúng không? Tại vì mình đi từ đây 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây nè. Tới đây là 5 cây, 6 cây, 7 cây. Ở đây thì 7 cây rưỡi, 8 cây. Tại chỗ này ngắn mình không có đo ấy được. 8 cây. Đi ba một vòng Bình Quế luôn hả? Ừ. Hy vọng thấy được một chú rái cá xong. Tới đây á, tới ngay đây á là 10 cây nè. Thì đó thứ một chấm gì á là 1 cây số nè. Ở đây là mình quay từ ấy là 20 cây số. 1 từ đây là 1 cây số, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây. Địa điểm nó 6 có cây, tên 7 cây, 8 cây. Ví dụ điểm cây, 10 nó, cây. Điểm đó nó điểm 10 cây đúng không? 10 cây hỏi có tên không hay là sao? Không, là cái này mình phóng to để mình coi cái chỗ đó là điểm tên. Không, cái gì, này mình địa danh gì. Mình chụp hình lại.
Còn ví dụ mà hồi bạn muốn ấy là bạn lên bản đồ trực tiếp rồi bạn trực tiếp thí dụ Tiun mà đến cái điểm này á thì không, lúc nào mà ví dụ tới điểm nào Tiun thấy đẹp quá, ấn tượng quá, Tiun hỏi mình sẽ nói ở cái điểm đó mà này là không, Tiun không hỏi được, anh Long sẽ hỏi nha, tại Tiun sẽ bơi liên tục luôn. Nếu mà anh Long thấy cảnh cái nào mà anh Long thấy mà muốn hỏi thì anh Long hỏi. Anh sẽ đặt ra những cái điểm này là cái địa danh nào ở ngay đó luôn để người ta biết, ta nhớ đến cái nơi đó luôn ha. Thì rác thải ở đó thì sao, mình nói người ta những người sống quanh đó đừng có thả rác xuống đó, đừng để cho thiên nhiên nó tức, đừng có cho thiên nhiên động vật tức giận con người đó thì đại dịch nó sẽ tức giận. Tới ta đang có mình. Nói là tôi không thấy nghe nha, tại có những chỗ nước nó nguy hiểm. Nước nguy hiểm. Không phải. Là chiếc xà lan thôi. Nước nguy hiểm là nước xoáy. Mình bơi không có được. Quay phim, đang quay phim. Bây giờ chụp máy quay thầy.